Thưa quý vị và các bạn Có một câu chuyện Mà ở trên báo chí Việt Nam vừa đưa tin Là tối mùng 2 tháng 11 Tức là cách đây 5 ngày Thì báo giao thông ghi là theo một nguồn tin của phóng viên báo giao thông Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang thụ lý Vụ án nhóm thanh niên đóng giả bác hồ vào một quán bar trên địa bàn đêm Halloween. Người đóng giả bác hồ còn nói, tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Danh tính nam thanh niên đóng giả bác hồ trong đêm Halloween tại quán bar được cảnh sát xác định là Đỗ Thành Nam sinh năm 1976 hiện đang là thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Nguồn tin này cho hay vào buổi sáng cùng ngày mùng 2 tháng 11 thì công an phường Trần Hưng Đạo đã triệu tập Đỗ Thành Nam và nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc đóng giả bác hồ vào quán bar lên làm việc đồng thời hoàn thiện hồ sơ ban đầu chuyển toàn bộ vụ việc cho công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội thụ lý mở rộng điều tra xử lý nghiêm minh Quá trình điều tra xác minh, nhóm người trong đó có Đỗ Thành Nam, đóng giả bác hồ là người thường xuyên xuất hiện tại quán ba địa chỉ 41 2 bà Trưng trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nguồn tin này cho biết rằng à, quá trình công an quận Hoàn Kiếm thu lý điều tra sẽ làm rõ vai trò, động cơ, mục đích của quán ba đóng giả bác hồ cũng như người quay livestream làm TikTok đăng lên mạng xã hội và nhóm thanh niên liên quan đến vụ việc theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc thì nhóm thanh niên đóng giả bác hồ thì cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm đang thụ lý và sẽ điều tra mở rộng cái vụ việc này à, thưa quý vị À, với cái bài báo của trên báo giao thông và đồng thời một tờ báo khác phân tích cái bài báo này như sau ở dưới góc độ pháp lý thì luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết những hình ảnh clip đang xuất hiện trên mạng xã hội với thái độ cười cợt có nội dung ghi lại sự việc một thanh niên đóng giả bác hồ vào quán bar với thái độ thiếu nghiêm túc đi đúng nói năng chuẩn mực đang khiến dư luận phẫn nộ và lên án. Theo vị luật sư thì việc đưa lên mạng hình ảnh như vậy là không phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và có dấu hiệu vi phạm luật an ninh mạng. Cụ thể, điểm A, khoản 1, điều 8, khoản 1, điều 16 và khoản 1, điều 18 luật an ninh mạng thì quy định nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để đăng tải phát tán nội dung có những hình ảnh xúc phạm lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc tuyên truyền thì bán chính quyền nhân dân. Cụ thể là sẽ phạt tiền từ 50 triệu đồng cho đến 70 triệu đồng đối một trong các hành vi sau là tuyên truyền kích động bạo lực, truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với người có hành vi đóng giả bác hồ với thái độ thiếu nghiêm túc, cơ quan chức năng cần xác minh đối tượng và thực hiện hành vi nhằm động cơ vào mục đích gì. Nếu là mục đích chính trị cần phải xử lý hình sự, còn nếu do sự thiếu hiểu biết thì thanh niên có thể bị sự phạt hành chính. Luật sư Cường thông tin là hình ảnh của bác hồ chỉ được tái hiện trên khẩu hoặc là trong các tác phẩm nghệ thuật về nội dung liên quan đến sự nghiệp cuộc đời và thì... ABCD tài liệu lịch sử thì hình ảnh này phải được chuẩn mực rồi là nó nghiêm túc bất kỳ hành vi vi nào mà thể hiện thái độ thiếu chuẩn mực có dấu hiệu xúc phạm anh hùng dân tộc là hành vi phạm pháp luật và không được tùy tiện do hành vi của người đăng clip đã đưa thông tin lên mạng với người đóng giả bác hồ về thái độ của là hành vi đáng bị lên án cần phải có biện pháp xử lý nghiêm trường hợp này thì thưa quý vị chúng ta xem lại một chút xem thử cái clip đó video clip ở trên mạng đấy là cái video, video clip nào và người ta đã làm những cái gì và đóng giả như thế nào hay là đây là một trong những phong trào gọi là học tập và làm theo Hồ Chí Minh mà đảng và nhân nước đang phát động thì bị công an truy cứu và công an là là điều tra triệu tập và đồng thời có những cái luật sư à, chúng ta nhìn thấy có những cái luật sư ở trong cái đất nước Việt Nam có rất nhiều những cái loại luật sư có những luật sư thì à, hiên ngang để đấu tranh cho cái sự thật đấu tranh không lý nhưng có cái loại luật sư bưng bô thì nó quá nhiều luôn cho nên là chúng ta đã nhìn thấy cả cái luật sư như vậy trong cái vụ đồng tâm trong những cái vụ khác đây và chúng ta sẽ phân tích điều đó sau nhưng trước hết thì chúng ta à, xem một cái đoạn video mà cái thanh niên đóng giả gọi là đóng giả bác hồ xem thử thanh niên đó đã làm gì thôi quý vị. Thưa quý vị Đấy là cái đoạn video mà chúng ta vừa xem uh, ở uh, trên 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 uh, hình ảnh uh, mà, mà mạng xã hội đã đăng tải. Và đồng thời thì uh, chúng ta cũng nhìn thấy rằng là uh, một người mặc một bộ quần áo uh, bà ba, uh, một bộ quần áo kaki, đi đôi dép và có dâu ria. Và thằng này thì nó cũng còn trẻ thôi mà đóng có dâu có riêng như vậy là đi và chỉ đi dọc đường và nói rằng là tôi nói đồng bào nghe rõ không nói kiểu nhạ giọng uh, nghệ an và sau nói lại là đồng bào có nghe rõ không vậy thì cái hành động này có phải là cái hành động mà gọi là xúc phạm lãnh tụ hay không rõ ràng thưa quý vị phân tích ở trong cái đoạn video chúng ta nhìn thấy cái điều gì rõ ràng là cái thanh niên này cái người này đi Hắn không chẳng gào lên rằng là tao là Hồ Chí Minh Mà tao không chẳng phải là Bắc Hồ chúng mày Có phải không ạ? À, ông ta chỉ đi như vậy và đóng vai như thế này Và và, và anh ta là chỉ có có bộ dâu bộ riếc Và hỏi đông tôi nói đông bào nghe rõ không? Nói về luật pháp Thì liệu Việt Nam có cái bộ luật nào quy định Là không được mặc quần áo bà ba Không được cắm dâu Không được có dâu Rồi không được đi dép như vậy Rồi là, là, là đi dọc ngoài phố hay không? Rõ ràng là không có cái điều thứ hai có cái điều luật nào cấm nói rằng là tôi nói đồng bào nghe rõ không không. Chắc chắn là cũng không có. Câu nói đấy câu nói rất bình thường ở trong cái xã hội bình thường. May mà ngày xưa mà nói rằng là Hồ Chí Minh nói cái câu là 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 là, là, là tôi nói đồng bào nghe rõ không thì bây giờ còn đưa vào gọi là là là, là câu nói của bác Hồ chứ giả sử ông bảo là táo đóng búng đi đi vệ sinh thì cuối cùng bây giờ nó cũng 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 vào cũng vào là như vậy là không được là 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 nói cái câu đấy là bởi vì xúc phạm bác hồ à? một cái điều hết sức là là vô lý mà hết sức là, là vô vẩn cho nên thưa quý vị à, cái câu chuyện này là một cái câu chuyện mà có lẽ chúng ta phải bàn là bởi vì đây là một sự tùy tiện của cái hệ thống luật pháp và đồng thời là một cái việc mà nói lên rằng cái luật pháp của nhà cầm quyền muốn nói gì thì nói và muốn đưa đâu thì đi một kiểu gì thì kiểu chứ còn người dân thì cứ thế là chịu bởi vì á, ai cũng biết rằng là cái việc mà nói rằng là xúc phạm Hồ Chí Minh để xúc phạm lãnh tụ thì phải có những điều luật quy định một cách rõ ràng như thế nào là lãnh tụ như thế nào là sự xúc phạm còn thưa quý vị bây giờ bảo rằng là rõ ràng trong vụ cái đoạn video này anh chàng kia không nói rằng là tao là bác hồ chúng mày anh chàng kia cũng chẳng nói rằng là là là, là mà chỉ nói rằng là tôi nói đồng bào nghe rõ không mà cái câu đó thì thằng nào chả nói được câu đó không chỉ dành riêng cho hồ chí minh và bộ quần áo các kỳ cái bộ quần áo kiểu như thế cũng không dành cho hồ chí minh vậy thì tại sao lại bắt người ta đó là cái thứ nhất điều cần nói cái thứ hai là nếu như nói rằng cứ đóng hồ chí minh thì sẽ là 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 bị tội là xúc phạm vậy thì biết bao nhiêu người đã đóng Hồ Chí Minh vậy thì thế nào thưa quý vị chúng ta xem đây đây là một đoạn mà nhà nước dựng lên một hình ảnh giả Hồ Chí Minh rõ ràng khuôn mặt này thì chẳng có thằng nào gọi là cả có ai gọi là Hồ Chí Minh để lừa đảo cái đám ngồi dưới gọi là cũng rớt nước mắt rồi cũng này khác rồi cũng là như vậy vậy thì ai bảo rằng bảo Hồ Chí Minh là như thế này thì ai bảo rằng đây là Hồ Chí Minh chả có ai ghi trên này một cái chữ gọi là tao là Hồ Chí Minh ở đây cả và cũng không ai quy định Phải những cái như thế này thì gọi là nghiêm túc cả Đấy là tôi chưa phân tích những cái, cái đằng sau em của em cái đoạn vở kịch này Nếu như truy diễn theo tính cách của nhà công cộng sản Việt Nam Thì sẽ Chà coi rằng đây là một đoạn em video phản động và cả em Gọi em là nói xấu hãnh thù Hồ Chí Minh Cái điều này tôi sẽ, sẽ, sẽ phân tích sau Nhưng mà đây rõ ràng là cái việc Mà đấy, như thế này Thì gọi là bác Hồ rồi á Một cái Những cái đoạn video khác chẳng hạn như là Đoạn video này Thì đây là ai Các cháu Có được khỏe không Đã đẹp. Đã đẹp. Bác. Bác. Các cháu Hôm nay Bác cùng với Thường tướng Văn Tiến Dũng tổng tham mưu trường quân đội dân dân Việt Nam đến thăm các cháu, các cháu hoan hô. Bác viết vui lòng khen người các cháu và hợp đồng chặt chẽ với quân dân thủ đô Hà Nội bắn rơi máy bay Nhật Mỹ không được. Thưa quý vị, đây là một cái đoạn video chúng tôi đưa lên để quý vị xem bởi vì cũng là cái việc đóng Hồ Chí Minh mà rõ ràng những cái nhân vật kia xưng rõ ràng là bác là cháu là thế nọ thế kia rồi các cháu thế này thế khác à, rồi là là, là rất là, là rõ ràng và nói rằng là đấy là, là là Hồ Chí Minh vậy nhưng mà một cái người cũng đóng vai Hồ Chí Minh thì nói rằng đấy là là là, là xúc phạm Hồ Chí Minh mà rõ ràng cái người á, mặc cái bộ quần áo ba ba mà đi đi ngoài đường xong đi vào con ba ở đấy thì rõ ràng là anh ta là không hoàn toàn là anh ta không 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 nói năng gì cả đấy anh chẳng bảo tao là hồ chí minh tao trả là bác chúng mày chẳng là gì anh đưa dép cao su rồi anh ta đến trước chỗ cầu thang thì anh bảo là tôi nói đồng hồ nghe rõ không thì quý vị thấy như thế nào trong vấn đề này Ta chưa nói về vấn đề cảm tính. Luật pháp không thể xét xử theo cảm tính hoặc là luật pháp không thể hành động theo cảm tính. Thế nhưng, mà thưa quý vị, cái thứ nhất là ta nói rằng là Hồ Chí Minh. Và như vậy là theo ông luật sư rồi là theo báo chí và công an bảo rằng như vậy là xúc phạm là lãnh tụ. Thì ai quy định rằng những hành động như thế, những ý, những cái hình ảnh như thế, những bộ quần áo như thế là của lãnh tụ? có ai quy định cả? một cái luật pháp mà quy định một cách rất mù mờ thế bây giờ là cứ một thằng nào cứ ra đường người mặc mỗi uh, bộ quần áo rồi là 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 quần áo đi đôi dép như vậy thì cứ thế là lôi cổ vào Mày dám đóng như hồi Chí Minh à một cái luật pháp, đất nước không có luật pháp vô thiên vô pháp bất kể khi nào thích là xử lý vậy thì những cái thằng mà những cái cái, cái người mà 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 đóng hồ chí minh rồi là 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 là, là, là lên trên kia rồi là à, đấy rồi ôm gái rồi là, là các kiểu như vậy thì 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 có phải là hồ chí minh mà đây nhỉ? chẳng hạn đoạn này là một cái hành động một cái giai đoạn mà đóng là hồ chí minh đấy rồi là trong đó còn cái câu quý vị có thể nghe cái câu này để ta nói cho nó rõ hơn 40 năm trời xa cách Thì nghe rõ cái câu này em của cái cô gái này chị. Đóng vai Ngọc là là chị. chị của Hồ Chí Minh Em như gặp được mẹ Gọi là bà mình Nguyễn Thị Thanh Anh Khiêm Và cả em xin nửa 40 năm trời Cậu đi biệt xứ Nơi quê nhà Cậu còn nhớ nữa không Như vậy Nếu như trong trường hợp này thưa quý vị Khi mà nhà nước không ưa thì có thể bắt ngay tay nghệ sĩ này Tại sao mày là, là là, 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 là đóng giả Hồ Chí Minh không nghiêm túc? Tại sao lại có thể để một cái bà chị là bà chị ruột của Hồ Chí Minh mà mắng vào Hồ Chí Minh bảo đi bao nhiêu năm mà, mà mấy chục năm xa đất nước mà đi như thế mày mày quên họ hàng tổ tông cha ông rồi sao? Điều đó là sự thật thức quý vị. Chúng ta nhớ rằng ngày 11 tháng ngày mùng 7 tháng 6 năm 1911 Hồ Chí Minh Ta cứ theo đúng lịch sử đảng dạy đi Thì ta đừng có nói chuyện là tài liệu đâu cả Cứ nói theo đúng lịch sử đảng đi Của đảng Cộng sản đi Thì tháng 11 năm 1000, à, Tháng 6 năm 1911 Thì Hồ Chí Minh gọi là đi từ bến nhà rồng Sau này thì người ta xác định rằng là Là, là xuống tàu thuốc Veni của Pháp Để mà làm phố, làm, 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 làm chân bồi bếp ở đấy, cái tàu đó để đi nước ngoài Thế nhưng mà sau này người ta xác định rằng là bến nhà rồng thì con tàu Tuvenier đó không thể nào mà đi vào trong cái bến nhà rồng được. Đây là một cái, cái, cái chứng cứ, một cái sự mà người ta bảo là bịa đặt chứ không có chuyện đấy. Bến nhà rồng không đủ rộng để cho cái con tàu của Pháp đó đi vào trong cái bến nhà rồng. Thế nhưng mà cứ theo cái lịch sử đi, thì Hồ Chí Minh xuống bến nhà rồng năm 1911 đi. Và đi cho đến năm 1941 là 30 năm thì về nước đấy tôi đang nhớ cái 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 ngày xưa mà tổ hữu có cái bài thơ bảo rằng là ối sáng xuân nay xuân 41 trắng rừng biên giới nở hoa mơ bác về im lặng con chim mọt thánh thọt bờ bờ bờ, bờ, bờ lau vui ngẩn ngơ đấy là năm 41 có nghĩa là 30 năm sau từ khi bỏ đất nước ra đi bỏ quê bỏ quê thì chắc chắn là dài hơn là bởi vì ông đi vào để vào Sài Gòn rồi vào à, và ông đi vào trong miền Nam rồi là đi chỗ Hồ Bảo Huế vào chỗ nào chỗ kia thì đến có nghĩa là hơn bốn hơn hơn ba năm thì ông mới về nước về nước thì ông ở Phác Bó ông không về thăm quê không thăm mồ mà tổ tiên ông bà bố mẹ không thăm bất cứ ai thậm chí lúc bây giờ ông còn có hai người là cả một người anh ruột và người chị là ở Nghệ An là cái bà lúc nãy gọi là đóng giả đóng giả là, lúc nãy đó gọi là bà, bà 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 chị ông Hồ Chí Minh là bà Thanh đó Thế nhưng mà cứ cho rằng năm 41 ông lo kháng chiến để chống Pháp chống thiết là không về được. Thì năm 1945 ông làm về làm chủ tịch nước. Ông cũng không về thăm thăm quê. Không về thăm quê, thăm quê thì có thể ông không cần, nhưng không về thăm gia đình ít nhất là ông không về thăm xem mẹ ông ở đâu, bố ông ở đâu và bây giờ anh chị em như thế nào, ông không về. Thậm chí đến năm 1958 có nghĩa là gì thưa quý vị? từ 11 cho đến 1957-58 là 48 năm sau thì ông mới về nghệ an lần đầu tiên vậy cái điều đó nói lên cái gì ông không thể nói cái chuyện rằng là à, ông ta là vì bận việc nước rồi là vì chiến tranh này khác bởi vì những cái thời kỳ đó ông cũng đi khắp nơi bây giờ tượng đài đi đến chỗ nào thấy tượng đài hồ chí minh thấy nhà lưu niệm thì biết là ông đến đó Ông về Thái Bình thì năm sáu lần, ông về Hải Phòng, rồi về Hưng Yên, rồi là à, đi khắp nơi Quảng Ninh, Quảng Ninh đi hết. Trường Nghệ An ông không về. Mà khi đó còn có chị ruột, còn có anh ruột, và ốm đau chết ở đó. Và thậm chí khi anh chết, ông Nguyễn Sinh Khiêm chết năm 1950, là ông anh chết, ông cũng không về luôn. À, sau đó ông gọi là ông gửi một bức thư bảo là thán ôi tôi thế nọ thế kia không làm một tròn chữ hiếu có ai bắt ông đâu kể cả chủ tịch nước chứ thưa quý vị chủ tịch nước cho đến ông thánh đó thì bố mẹ anh em chết cũng phải về đó là đạo hiếu đó là cái 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 cái, 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 cái nguyên tắc của cái người dân Việt Nam xưa nay giờ cha ông để lại như vậy không có ai buộc ông phải những cái đám tang anh em ruột mình mà ông phải 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 ở lại ở Hà Nội cả. Mà trong khi ông đi rất nhiều nơi phải không? Rồi á, năm 50 ông Nguyễn Sinh Sắc ông ông Nguyễn ông Khiêm, tên của ông để là ông Khơm. Và theo lịch sử Đảng thì gọi là từ nhỏ là ông Hồ thì gọi tên là Nguyễn Sinh Cung nhưng thực chất ra tên ông là Nguyễn Sinh Cô. Và ông Khiêm là sau này Đảng đổi ra vậy cho tên ông đấy là Nguyễn Sinh Khơm. Và có đứa em trai nữa thì ông bố đặt tên là Nguyễn Sinh Sinh. Tức là gì? Ba anh em trai đặt tên là gì? Khơm, Côn và Xin. Khơm Côn và tiếng uh, Nghệ An. Người ta nói lại lại thì bà con sẽ biết là Khơm Côn là không cơm. Nhà nghèo không có cơm. Và đứa thứ ba là tên là Nguyễn Sinh Xin. Các quý vị có thể tra rất rõ trong tài liệu đảng nói rõ như thế. Sau này thì bảo rằng là tiếng Nghệ An gọi là Nguyễn Sinh Côn. Thực chất ra tên ông là tiếng Nguyễn Sinh Côn. Khơm Côn là không cơm. Thì ta nói chuyện đến năm 1954 là bà chị năm năm mươi ông anh ruột năm một nghìn năm mươi bốn bà chị ruột chết, Hồ Chí Minh cũng không về. Cái chi tiết đó thì Đảng đang giấu bi, giấu biết, Đảng không muốn nói, thì ngược lại là nghệ sĩ lại đưa ra để mà 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 bêu lên thì như vậy thì có phải cái đấy là cái 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 cái, sự phản động của cái cái cái, cái nghệ sĩ đúng không thưa quý vị rõ ràng trong khi đảng thì đang muốn giấu đi mà bây giờ nghệ sĩ lại lại đưa lại bác ra rồi coi như đưa bà chị ra chửi thẳng vào mặt bảo là thế mày đi bao nhiêu năm như vậy rồi chẳng qua trên nghệ sĩ là trên 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 sân khấu chẳng nhẽ lên hôm nay khác cho rõ ràng đây Vậy chị người lại người phải đời. khóc với thằng em vào thế mày đi bao nhiêu năm bây giờ mày em làm chủ tịch gặp nước, gặp nước bây giờ về mày không về không không nhớ gì. quê hương nhớ gì nữa phải không? Em như gặp được mẹ. không có gì à. để biện bạch được điều này Anh cả với điều này đảng có tình dấu đi và cả em xin thì bây giờ lại 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 lại, rồi. lại, rồi. lại... Cậu đi sự... văn nghệ sĩ nào. lại đưa lên để để Cậu để để cho cái bọn xuyên tạc bọn phản động nó lại 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 quay ra lại nó 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 móc cái thối của bác ra đấy vì đảng là trần trị còn cái người thanh niên kia thưa quý vị. Ông ta có nói rằng là ông tao đóng giáo tao đóng bác hồ đó, tao có nói ông nó có xin là là, là 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 tao là bác đó. Còn cái câu nói bảo rằng là uh, tôi nói đồng bào nghe rõ không xin lỗi đi, ai chả nói được câu này, tôi cũng nói được, cháu tôi cũng nói còn tôi cũng nói được. Đồng bào không là của ai cả và cái câu đó cũng không dành cho ai quý vị. Do đó mà lại tìm ra được một cái luật sư đó đang là thông tin hình ảnh của bác Hồ chỉ được tái hiện dẫn khấu hoặc trong các tác phẩm nghệ thuật. Có nói đấy là do cái đầu của cái thằng luật sư nó tự nó sinh ra vậy. Chả có văn bản là luật sư đáng lẽ thưa quý vị. Luật sư là đã nói là phải luật. Phải nói rõ ràng luật pháp phải như thế này. Trong văn bản này quy định rằng hình ảnh như thế này là hình ảnh ảnh của bác Hồ này. Hình ảnh của của thế này là hình ảnh của Lenin này, hình ảnh này của Lê Duẩn này, hình ảnh này là của lê khả phiêu này hình ảnh này của là đinh la thăng này là không được xúc phạm này hình ảnh này là của nguyễn văn bình này hình ảnh này là của tướng phan văn vĩnh này một tướng này khác này hoặc là từ hình ảnh là hình ảnh của tướng thanh hóa này là những hình ảnh thiêng liêng là không được xúc phạm chẳng hạn là như vậy Chả có cái luật lệ nào cả bây giờ tự nhiên lôi con người ta lên triệu tập một cái sự vớ vẩn trong trong trong, trong. Thì suy diễn trong một luật pháp hết sức mù mờ để mà muốn bắt ai thì bắt muốn triệu tập ai triệu tập muốn kết tội ai thì kết tội rồi là được một cái ông luật sư bưng bô ở rằng là uh, nội dung hình ảnh của bác chỉ được để, để mà dùng để mà ca ngợi tôn vinh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc lãnh tụ nào vĩ đại của dân tộc cho đến bây giờ nhá, nhà nước chưa có một văn bản nào quy định hồ chí minh là lãnh tụ hoặc là ông nào là lãnh tụ còn nếu như nói rằng một người đứng đầu một quốc gia trong một thời kỳ nào đó thì là lãnh tụ vậy thì những cái nhân vật tại sao bây giờ vẫn đưa những cái ông vua với ngày xưa ra để mà chửi là chế độ phong kiến thối nát rồi là à, vua nọ vua kia rồi là vua này thì còn róc đầu đến mía lấy lấy ô trị lạc rồi còn róc đầu đến nhà sư rồi còn dựa lại còn đưa những cái hình ảnh lên sân khấu những ông vua trị lạc những ông vua thế nọ thế kia mà đảng nhà nước vẫn làm và xây xới những cái người mà làm những việc đó thì có bị đi tù không có bị truy cứu có bị công an gọi lên không cho nên ấy điều này tôi muốn nói rằng luật pháp không phải là ở miệng của cái tay luật sư cũng không phải ở cái miệng của công an mà nó phải có văn bản cụ thể tôi kể quý vị nghe một câu chuyện ngắn nhỏ thôi tức là khi khi mà tôi bị triệu tập lên công an vì cái những bài viết của mình thì tôi bảo rằng Đây bài này của tôi viết Ờ à, Họ bắt tôi là đọc hết xong rồi Lần này khác tôi bảo ở bài này tôi viết Bảo thế anh ký vào đấy Ký từng trang từng trang một đánh dấu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó Ký hết Xong rồi bây giờ tôi sẽ làm việc với anh về cái, cái, cái bài viết này đó, Ok Anh có thể làm việc Ngồi mới phân tích ra bảo anh có biết được là anh trong này là anh đã vi phạm cái tội nào trong cái vụ luật hình sự không? Tôi bảo tôi chả có vi phạm là gì cả. Tất cả đó là sự thật những cái sự thật đó nó rõ ràng Bảo thứ ai cung cấp tài liệu cho anh để anh viết những cái này là sự thật bảo tài liệu là tôi tự đừng tôi mắt tôi nhìn thấy tôi chứng kiến ở đó và tôi có mặt ở đấy hỏi và vậy thì cái sự cái cái, 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 cái chi tiết này thì anh lấy ở đâu ra ai cung cấp cho anh bảo tôi có mặt ở đấy lúc bây giờ tôi viết những bài viết về cái giáo sư Thái Hà và ở chỗ tòa Khâm sứ thưa quý vị tôi có mặt ở đó tôi chụp ảnh ở đó và tôi nhìn thấy như thế tôi viết đúng như thế đó là sự thật thì anh ta bảo rằng là nhưng mà, mà 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 những cái tài liệu này là 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 nó vi phạm vào cái bộ luật hình sự, bảo thế anh cứ chỉ ra cho tôi xem. Chỗ nào là vi phạm bộ luật hình sự, điều bao nhiêu những cái thứ nào anh? Thế là anh cán bộ an ninh điều tra đưa một cái tập dày như thế này thưa quý vị, dọc về đến một gang thế này. Một cuốn sách như vậy dày như thế và ngoài bìa thì bọc da bọc chiếc tử tế là và đỏ và ghi một cái chữ rất là to ở phía dưới là gì bộ luật hình sự nhưng mà phía trên có một hàng chữ nhỏ nhỏ rồi là trong đó mình lật anh lật ra là bảo là những tội này có những người làm những hành động như thế này viết lách như thế này rồi nói như thế này rồi thế nào thế kia là vi phạm vào cái điều này điều này của bộ luật hình sự tôi bảo anh cho tôi xem một cái anh ta quay ngược cái cuốn sách lại Đưa cho tôi xem, tôi ngồi tôi xem Tôi ngồi tôi xem xong rồi thì tôi mới lật cuốn sách ra tôi xem Thì ở ngoài cuốn sách đó là gì thưa quý vị Những người nào lên làm việc với an ninh của thành phố Hà Nội An ninh của Bộ Công an hoặc là một cái cơ quan an ninh nào đó Thì các quý vị có thể sẽ tiếp xúc được cái tài liệu đấy Tức là gì Nó dày thế này ở ngoài kia một cái hàng chữ rất là nhỏ Đấy là gì Bình luận Khoa học về bộ luật tố tụng à, về bộ luật hình sự cái chữ bộ luật hình sự thì ghi rất là to nhưng mà cái chữ bình luận khoa học ở trên thì ghi rất là nhỏ mà cuốn sách gọi là cũng bìa giả da rồi màu đỏ mạ mà chữ vàng và chữ ngồi nhìn ngược lại này thì thấy cái chữ rất là to chữ bộ luật hình sự Thế tôi mới bảo với anh ta bảo rằng là tôi nói cho anh biết này đây mà luật à cuốn này mà là luật à anh ta bảo thì đấy là luật chứ còn gì là mình bảo ai bảo với ông đấy luật là như thế này ông nhìn vào đây này đây là nhá bình luận khoa học về cái bộ luật hình sự chứ đấy không phải là bộ luật hình sự đấy là những cái bài bình luận mà ông bình luận cũng như tôi bình luận người khác bình luận ở trong này không có nghĩa là cái ông này bình luận thì có nghĩa là luật bình luận khác với luật tôi bình luận về bộ luật hình sự tôi bảo là trong đầy cái sự sai trong ạ tôi không đồng ý với những cái thứ trong đấy hoặc ông bình luận ông bảo là như thế là đúng rồi người khác bình luận bảo ờ thế có cả đúng cả sai cho nên ông không thể lấy cái này để ông gọi là biểu luật hình sự để ông ốp cho tôi được thế là anh chàng kia bảo thế ừ, thôi 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 thế bây giờ ta làm việc tiếp thì đấy là một trong những cách xảo trá của cán bộ điều tra và cái cách sử dụng luật pháp một cách tùy tiện của cái hệ thống tư pháp Việt Nam nó rất rõ ràng vậy bây giờ đưa một cái uh, tay luật sư lên tự quy định bảo là, là uh, những cái hình ảnh nội dung mà liên quan đến sự nghiệp cuộc đời của bác là phải nhằm để ca ngợi tôn vinh uh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc hoặc là được tái hiện trong thứ này khác ai quy định như vậy Chả có thằng nào quy định một cái văn bản nào rằng là hình ảnh hồ chí minh là được tái hiện trong để ca ngợi tôn vinh cả cái điều hết sức là 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 là, là, là. vậy thì bây giờ tôi hỏi quý vị là những cái hình ảnh như hình ảnh này Đấy, ông Hồ Chí Minh Mặc cái con đùi đấy Rồi ông đi tắm ở dưới Rồi một thằng ôm áo cho ông Rồi là, 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 là đi từ dưới này lên Vậy thì sau này có thằng nào cũng bụng phệ Rồi là cũng có vừa tí dâu Rồi là có một thằng đi đằng sau thì kệ Nói như mặc cái con đùi này đi là dứt khoát là không được Đúng không? Như vậy là tái hiện hình ảnh của bác Hồ Rồi là có tính chất là phỉ báng Rồi là này khác Có phải thế không quý vị? làm gì có cái chuyện là coi như là cứ dính vào ông hồ thì mà đây là nó còn giống thì có những cái hình ảnh mà à, cái đợt khai giảng năm trước mà có một cái trường hợp mà ở một cái trường mà đóng một cái ông mà mặt mũi thì như là cái vại rồi là đi vào thế nọ thế kia nhìn kinh hoàng luôn à, rồi bắt cặt cháu ra rồi là tặng hoa thành việc xoa đầu xoa được thì công an chả nói gì cả và xin lỗi quý vị nhé tôi tôi nghĩ rằng là những cái đứa trẻ đó về rồi không biết là, là 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 nó có bị ác mộng hay không thôi nhìn tôi cũng phải sợ chứ không phải nói là 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 đến bởi vì cái mặt đắp cho rồi là nó xệ ra rồi là nó vô cảm nhìn như là cái mặt nạ Halloween còn cái tay thanh niên lúc nãy đóng cái này mà không phải là đóng mà cái tay đó nhìn nó còn tử tế nhưng còn đẹp nhưng mà nó rõ ràng cái video đó rõ ràng nó không nói rằng là tao là Hồ Chí Minh tao là bác của chúng mày à, tao là nọ kia còn cái câu nó nói rằng là tôi nói đồng bào nghe rõ không thằng nào nó cũng được đứa nào nó cũng được cả tay sao phải gắn vào mông hồ chí minh nói được câu đây? đấy đấy thế như cái hình ảnh mà như chúng ta thấy trên trên màn hình đây thưa quý vị thì như vậy là là như vậy thế này là cứ sau có thằng nào mà cứ đi dây lên mà mặc quần đùi như thế này thì gọi là 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 nhục mạo hồ chí minh à hay là 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 là, là lại công, công công an lại gọi lên họ hỏi à hay là như thế nào thưa quý vị Ồ, rất là lạ rồi cái thứ hai nữa à, là rất nhiều những cái 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 mà người ta cứ rồi biết bao nhiêu hình ảnh à, Hồ Chí Minh là thế lọ là thế trai đấy cái hình ảnh này là là, là là ông Hồ là là đang 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 đi đi vào thanh hóa ông đi tắm rồi là một thằng là là, là ở dưới rồi là lôi đi 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 lên ở kia với ông như vậy thì thì cứ sau này mà cứ người nào mà cứ mỗi lần mà cứ nhìn thấy thằng nào mặc con đùi là lập tức là công an bắt ngay Ai cho phép mày giống Hồ Chí Minh Đúng không à, lại... Rồi là là Như thế là không được Thì là xúc phạm bác Hồ đúng không Vậy thì rồi là Những cái, cái như vậy Rồi cái hình ảnh như hình ảnh của, 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 của chúng ta xem Đấy là một thưa quý vị Những cái hình ảnh đấy ai gọi như thế là Hồ Chí Minh Rồi Chẳng hạn như là cái hình ảnh này chẳng hạn Vậy thì nó sẽ như thế nào hình ảnh này Hồ Chí Minh trồng cây Đúng rồi Hồ Chí Minh trồng cây thì nếu như sau này mà cũng có người nào đó và sau này kế như Nguyễn Phú Trọng cũng làm cái cũng hình ảnh như vậy phải chưa vậy thì khâu tại sao ông triệu tập Nguyễn Phú Trọng lên là ai cho phép cái này chỉ được thể hiện trên sân khấu chứ ai lại chưa? cho phép mà đúng là cái này thì cũng là sân khấu bởi vì đi trồng cây và trồng cái cây, cây cổ thụ này á, thì đây là hiện gọi là học tập hồ chí minh nhưng mà là nhục mạo hồ chí minh làm gì có cái chuyện trồng cây và trồng cây cổ thụ này thực chất là phá rừng chứ làm gì có chuyện là 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 là, 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 là trồng cây và lại 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 và cả cái cái cổ thụ này không thể nói cái chuyện là là cứ luật pháp rồi là cứ đây ta nhìn hình ảnh đây nguyễn phú trọng thì trồng cây cổ thụ Hồ Chí Minh trồng cây này và đến cái khi Nguyễn Phú Trọng thì coi như là là là, là đến mà mà học uh, Hồ Chí Minh thì trồng một cây to tổ bố thế này thì có phải là một cái sự nhục mạ Hồ Chí Minh không? Đánh rằng là diễn diễn ngoài cuộc đời nhưng mà diễn thế này là rõ ràng là bôi bác Hồ Chí Minh tại sao không ăn triệu tập? Bởi vì hình ảnh mà trồng cây này chỉ có Hồ Chí Minh được trồng thôi. Tại sao Nguyễn Phú Trọng lại chạy dám ra mà lại dám trồng cây này? Rồi là Đinh La Thăng, ờ thì coi như Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư đều ai làm gì? Bây giờ Đinh La Thăng đang tù ghép thêm cái tội là cố tình mạo danh Hồ Chí Minh. Rồi là nào là Trần Đại Quang, rồi là nào là Nguyễn Thị Kim Ngân, rồi là Nguyễn Xuân Phúc, rồi là Ui, thì, 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 gặp tay nào ở đâu cái trồng cây. Vậy thì có phải là hình ảnh là là là, là, là. Là, là đã 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 đã. đã. Nhục mạ Hồ Chí Minh không? Thưa quý vị. Những cái thứ đó thưa quý vị là những cái thứ mà nó thể hiện lên một cái điều là cái luật pháp Việt Nam là một cái luật pháp mà thích giết thằng nào thì bắt thằng đó. Thích chơi thằng nào thì thì chơi thằng đó. Luật pháp suy diễn theo cái đầu của thằng công an còn mấy cái thằng luật sư là siếc bưng bô này, thì tiếng nói làm gì bất kỳ hành vi thiếu chuẩn mực có dấu hiệu xúc phạm anh tụ ảnh hưởng anh hùng dân tộc đều là hành vi phạm pháp luật vậy thì hành, hành vi này của nguyễn phú trọng có vi phạm pháp luật không nếu có là phải điều tra ngay phải bắt ngay phải, 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 phải điều tra ngay lên phạt ngay tại sao lại để cho ông cứ diễn đi diễn lại cái hình ảnh như thế này Mà rõ ràng đây, người ta bảo rằng là tay luật sư này còn phân tích báo chí đưa lên là đó là hành vi của người đăng clip hình ảnh và đưa thông tin lên mạng và người uh, đóng giả với thái độ mà người khác để tạo ra thái độ cười cợt rồi là, 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 là thái độ không nghiêm túc. Thì rõ ràng là cái hình ảnh này Nguyễn Phú Trọng thì người ta còn cười gấp vạn lần những hình ảnh của cái, 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 cái tay kia. Thế tại sao không? Và cái tay phần uh, luật sư này phân... Uh, Phân tích tiếp, bảng là như vậy là ghi phạm khoản 7 Điều 102 Nghị định 15 2020 Nghị định CPNDCP ngày 3 tháng 2 của Chính phủ. Là phạt tiền từ năm ở à, mỗi triệu cho đến 170 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử. G à, một khi không có giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng. Vậy thì thưa quý vị cái hành động mà cái tay luật sư này viện ra à, của cái tay thanh niên đóng Hồ Chí Minh này mà được gọi rằng là hành động này gọi là cung cấp trò chơi điện tử hay sao mà phạt theo cái khoản này cung cấp trò chơi điện tử đây phải trò chơi điện tử đâu đây là cái ngày Halloween nó có thể đóng ma đóng quỷ đóng này khác mà đây là nếu mà cái người này á là cái thanh niên này tôi chưa rõ thì khi là công an sẽ xử lý như thế nào Chứ còn nếu giả sử mà gặp người khác ấy, chẳng hạn gặp tôi tôi lên tôi là không tôi có đóng vai bác hồ kính yêu đâu Tôi đóng vai ma ngày Halloween người ta đóng vai ma vai quỷ chứ ai đóng vai dẫm đánh vai bác hồ Thế thì công an trả lời nào Cho nó bảo không phải đóng vai ma quỷ mà đấy là bác hồ và thế bác hồ là ma quỷ à Bác hồ là ông nào Bảo như thế là xúc phạm lãnh tụ vậy thì thưa quý vị lãnh tụ là ai Lãnh tụ là người mà được định nghĩa là có tri thức khoa học uyên bác này, nắm bắt được xu thế vận động của dân tộc này, của quốc tế và thời đại này, rồi có năng lực học tập hợp quân chúng đông đảo thống nhất ý chí hành động của quân chúng và nhiệm vụ của dân tộc của quốc tế và và thời đại này gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân và hy sinh quên mình vì lợi ích của dân tộc quốc tế và thời đại vâng thưa quý vị vậy thì như thế nào thì được gọi là lãnh tụ nóng được mạnh gọi là lãnh tụ không Lê Đức Anh gọi là lãnh tụ không? Hay là chỉ Hồ Chí Minh thôi? Tại sao là chỉ có Hồ Chí Minh là lãnh tụ? Ông Bảo Đại có phải là lãnh tụ không? Ông đứng đầu một nước đấy, vua đấy. Hay là chỉ có mỗi Hồ Chí Minh thì gọi là lãnh tụ thôi. Mà cái văn bản nào quy định Hồ Chí Minh là lãnh tụ? Không có. Được tập hợp rồi hy sinh quên mình cho 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 nhân dân cho quần chúng nhân dân cho cho này khác là thì vậy lợi ích của dân tộc và thời đại quốc tế và thời đại vậy thì hỏi rằng ai là người hy sinh nhất ông hồ chết ông còn được vào lăng này ông còn chết già này còn có những người chết cái khi mới được cầm lên súng cái thì chết ngay trên biên giới phía bắc người đó mới hy sinh cho dân tộc chứ ai gọi như thế là dân tộc mà như thế nào là hy sinh hay là bảo là vì ông một ngày À, những người chiến sĩ trên biên giới có chết đi nữa thì một ngày ăn được bao nắm cơm vắt rồi là lên trên ấy cho con ông thì à, 10 giờ là có gà hầm hương rồi là có à, một cái bữa cơm giản dị bác Hồ là có gà sáp phết mật ong rồi là có à, táo tàu nướng xém rồi là những cái thứ đó đấy như cái lời một cái ông à, đầu bếp của Hồ Chí Minh ông kể lại bác sống giản dị đó ngày hai ba lần mặc uống nước xâm rồi bạc thế nọ thì kia trong khi người dân cảm không có ăn thì ông giản gì chỗ nào ông hy sinh chỗ nào vậy thì lấy cái gì để mà xác định ra đó là lãnh tụ và lãnh tụ với những tiêu chí như thế nào thì ai sẽ đạt cái tiêu chuẩn là lãnh tụ và hay là người đứng đầu thì là lãnh tụ ông bảo là có ý tập hợp được đông đảo con chủ nhân đông đảo thì mấy người là đông đảo năm người hay là ba người hay là 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 bảy là... người thì đông đảo và nó có ý thức tri thức khoa học uyên bác để nắm bắt được xu thế vận động của dân tộc của quốc tế và thời đại vậy tôi hỏi ông hồ chí minh có nắm bắt được không ông nắm bắt được tại sao đưa dân tộc theo cái đường theo con đường chủ nghĩa cộng sản mà cả thế giới đào thải người ta vứt vào sọt so rác thì ông dẫn cả dẫn dắt cả con đường đi một con đường mà ông bảo là tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội mà cho đến bây giờ đi đến cả gần một thế kỷ rồi thì nguyễn phú trọng vẫn chỉ rằng là đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã nhìn thấy chủ nghĩa xã hội vậy thì bây giờ hỏi thử là ông nắm bắt được xu thế vận động thì ông nắm được cái gì uyên bác ở chỗ nào và rõ ràng nói về luật pháp mà nói ta nói những cái như thế là theo cái tính chất Và chúng ta đang cảm tính đang suy nghĩ vậy chứ còn nói một cái cách chính xác thì cho đến hiện nay chưa có văn bản nào quy định ông này là lãnh tụ anh kia không phải là lãnh tụ còn nếu như rằng gọi là người đứng đầu đảng thì gọi là lãnh tụ chẳng hạn như vậy vậy thì nó được mạnh có lãnh tụ không Lê Khả Phiêu có phải lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng có lãnh tụ không phải nói rõ chứ hay là cứ bí thư tỉnh ủy đấy là lãnh tụ hay là cứ chủ tịch xã là lãnh tụ cái đó Luật pháp là luật pháp Không thể nói một cách bâng khuâng để muốn nhốt người dân ra thế nào thì nhốt Còn bây giờ bảo có năng lực tập hợp đông đảo con chúng Ông, ông tập hợp được những người nào và ai tập hợp được nhiều bằng những người này khác Cho nên ấy, cái luật pháp là một cái sự mù mờ giống như một cái lưới Rồi là muốn bắt ai thì bắt, một đời muốn, muốn, muốn bỏ ai thì bỏ Rồi, điều thứ hai nữa, cái tay mà mà gọi là luật sư kia còn đề ra còn nêu ra rằng là gì đã vi phạm vào các cái điều về luật an ninh mạng luật an ninh mạng là gì thưa quý vị cách đây hai ngày ngày hôm qua hôm kia gì đó bộ trưởng bộ công an tô lâm trả lời trước quốc hội và khi người ta hỏi tại sao luật an ninh mạng được thông qua từ năm trước và cho bây giờ không có một cái danh mục hướng dẫn cái nào là cái vi phạm cái nào Những cái danh mục nào bị cấm, danh mục nào cũng bị cấm Thì bây giờ làm sao thực hiện Ở Việt Nam nó có một cái điều rất là quái gở thế này quý vị Đã là luật rồi Ký luật là thế nào thế kia rồi Nhưng phải có cái dưới luật nữa. Cái dưới luật còn to hơn cái luật Mà cái dưới luật là suy diễn theo ý chủ quan của bất cứ một cái người nào Ở trong cái, 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 cái hệ thống công quyền được giao việc đó rất là kỳ lạ Đã luật là chỉ có luật Luật phải chi tiết Để người dân biết rằng cái điều này được làm cái kiểu được làm rất rõ ràng Luật thì bây giờ lại còn có nghị định này có hướng dẫn khi đó mới thực hành được Thế nhưng mà vì sao cái luật an ninh mạng hiện nay Tô Lâm trả lời thế nào bà con biết không? Tô Lâm trả lời bảo rằng là cái luật an ninh mạng Đáng lẽ ra là đưa cho thủ tướng xem rồi Đưa ra các danh mục hướng dẫn này khác rồi Nhưng vì vấn đề đối ngoại Và vấn đề về cái quốc tế nữa Cho nên là hiện nay là chưa thể Thủ tướng chưa duyệt Điều đó có ý nghĩa gì Các quý vị cứ xem trên báo nhà nước Thì biết cái điều này chứ không phải là tôi bịa đâu. Điều đó có nghĩa là gì thưa quý vị Cái luật an ninh mạng Mà người dân gọi là luật animal Tức là cái luật của súc vật ấy Của thế giới động vật ấy là một cái bộ luật phản dân chủ phản tiến bộ phản vực vi phạm quyền con người tức là cái luật để bịt miệng người dân không cho nói mà hồ chí minh nói rằng là gì dân chủ là phải để cho người dân mở miệng thế nhưng cái luật này là luật cấm người dân mở miệng trên mạng đấy luật an ninh mạng này và vì sao không thông qua được? và tô lâm bảo rằng là đưa thủ tướng chưa diệt là bởi vì vấn đề quốc tế vấn đề này khác là bởi vì cái luật đó đi ngược lại cả cái tiêu chuẩn, cả cái tiêu chí, các cái văn bản mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế, khi muốn hòa nhập vào cái cộng đồng quốc tế cho nên bây giờ đưa văn bản đó ra, đưa những hướng dẫn đó ra thì lập tức trái với các văn bản quốc tế và nếu người dân biết đấu tranh một cách mạnh mẽ rõ ràng thì nhà cầm cộng sản không thể thi hành cái bộ luật đấy được bởi vì nó trái với những cái điều mà các cái văn bản cam kết đối với thế giới anh muốn chơi sân chơi chung này anh phải cam kết tôn trọng quyền của người dân tôn trọng cái này tôn trọng cái kia ờ, ông cục đầu hết việt nam thì coi như ký thất đồng ý thất nhưng về không cho về không làm và lại muốn luật hóa bộ luật này để mà trình người dân cho nên hiện nay không thể làm được và bộ luật nó nói gì thưa quý vị cái tay luật sư này cường này đưa lên các cái điều luật là gì Luật an ninh mạng khoản 1 điều 8 là các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, một là sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây. Hành vi quy định khoản 1 điều 18 luật này này. B là tổ chức hoạt động cấu kết xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo đào tạo huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, đây lại vào một cái vấn đề nữa là chúng tôi đã nói nhiều lần là nhà nước Cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam, xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước nào hiện nay chưa có nhà nước đấy. Thế làm sao mà chống? Chứ không nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam sao chống được như nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. Xã hội chủ nghĩa còn cuối thế kỷ này còn chưa có cơ mà. Làm sao mà có thể là, là 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 là, chống nó được? Cho nên cái điều luật đó là một sự mơ hồ, muốn bắt ai thì bắt. Bởi vì chống một cái cái cụ thể, ta nói đơn giản à, chống lại cái cây chống lại cái nhà chống lại một con người thì rất là hành động rất hành vi rất cụ thể mà luật pháp là phải là hành vi nhưng mà bây giờ chống lại một cái bóng ma hoàn toàn không nhìn thấy nó đâu cả Thì làm sao mà chống vậy thì bất cứ ai cũng có thể là chống nhảy Một cái cái mà không có thật cả Nó sẽ đi ngoài đường như thế là quay đít vào ở trong này bơ như thế là mày chống nhà nước công Hòa chứ những người Việt Nam và thấy nhà nước ở đâu Bà mày quay đít lại như thế là cấm chống nhà nước và thấy nhà nước ở đâu và nhà nước kia Nhưng mà không có đâu cả nhân nước cả Đấy là một cái sự vớ vẩn trong luật pháp Cái thứ hai là, là xuyên tạc phủ nhân thành tựu cách mạng báo hoại khối đại đàn cái toàn dân tộc xúc phạm tôn giáo nhân phân biệt đối xử về giới phân biệt chủng tộc thưa quý vị phân biệt tôn giáo xúc phạm tôn giáo thì có lẽ chưa ai bằng nhà nước việt nam tuyên truyền sai lạc nhất về tôn giáo nhất là đối với những cái tôn giáo mà không chịu cái sự quản lý của nhà cầm quyền cộng sản việt nam không chịu quản lý của nhà nước đặc biệt như là bây giờ xúc phạm và 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 và, và, và tôn giáo nhất là cái gì thưa quý vị Ta nói đơn giản chưa nói công giáo là một cái tôn giáo mà nhận được khi nào cũng coi họ là công dân hạng hai. Mà ta nói ngay Phật giáo thôi. Xúc phạm tôn giáo như thế nào thưa quý vị? Đưa tưởng ông Hồ vào cái, cái 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 cái, cái chùa chiên đấy là sự xúc phạm tôn giáo đấy. Cứ vào chùa Đại Nam mà xem, ông Hồ ngồi chiếm trễ này trên này Phật phiếc xung quanh, đấy là xúc phạm tôn giáo đấy. Vì sao? Ông Hồ là theo chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa duy vật, phân không có thần linh thần thánh ma quỷ gì hết đấy. Phật phiếc gì đối với ngồi bằng không hết Nhưng mà đưa ông ngồi vào đấy là thờ ông ngang thờ Phật Thì quá là là, là xúc phạm tôn giáo chứ còn là cái gì nữa Đấy gọi là đội lột tôn giáo Cái từ mà nhiều nước còn sản hay dùng gọi là đội lột tôn giáo thưa quý vị Đấy gọi là đội lột tôn giáo Xúc phạm tôn giáo đó là nhà nước Việt Nam là số 1 Bây giờ đi các cái chùa chiên Nhìn thấy rất rõ rồi những cái tôn giáo nào mà không được nhà nước ưa thì lập tức Tôi sẽ đánh đủ các hình thức dùng sách vở Thậm chí đưa vào sách cho khoa những tác phẩm xuyên tạc về công giáo từ trong cái, 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 cái trứng nước Đấy là nhà, nhà nước này chứ ai Chúng ta xem những cái tác phẩm như Bão Biển Rồi là Giáp Mặt Rồi là Cuộc Đời Bên Ngoài Rồi là Cha và Con và của Nguyễn Khải Rồi là, là uh, Ngày Lễ Thánh Những tác phẩm đấy là những tác phẩm của nhà nước Cộng Hòa Sao chủ nghĩa Việt Nam đưa ra nói về công tôn giáo đấy ai xúc phạm tôn giáo những cái người như vậy là những người đáng bị trừng trị rồi thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội gây khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức nhà nước và cá nhân khác thông tin sai sự thật thì có lẽ cái đài VTV1 ấy, cái đài truyền hình là cái cái chỗ mà thông tin sai sự thật nhiều nhất cứ xem những cái vụ án mà đảng như nước không ưa vụ văn giang à, vụ cướp đất đồng tâm rồi vụ vụ bản những cái vụ mà 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 mà, mà cứ có bàn tay như được dính vào cướp của dân thì biết được thế nào là thông tin sai sự thật không cần phải nói nhiều thưa quý vị rồi hoạt động mại dâm tệ nạn xã hội mua bán người đăng tải thông tin dâm mô đồi trị tội ác phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Thưa quý vị, cái tay này bảo rằng là là là, là cái hành vi của cái 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 cái, 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 cái tay thanh niên kia mặc cái áo khoác kia, có bộ râu đi đôi dép kia là vi phạm nó như điều này mà tôi đọc nãy giờ chưa thấy được cái 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 điểm nào cả. Hay là về đưa hình ảnh như thế lên gọi là là là, là kích động hoạt động mại dâm, mua bán người bởi vì là ông cái, cái, cái tay đấy đồng vai là gọi đi vào quán bar thì như vậy là kích động mại dâm đồi trụy rồi xúi dục lối kéo kích động người khác phạm tội đấy là cái điều mà mà cái tay đó đã đã tay luật sư này là đã đưa ra mà tôi đọc hết cả điều tôi chả nhìn thấy cái đoạn nào mà mà để có thể khép tội cái tay này cả cái 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 cái, cái người này cả thế mà luật luật sư đó quý vị rồi đọc tiếp để xem thử nó trích dẫn thì có điểm nào có thể là 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 khép tội cái 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 người, cái cái người này được. Đấy. Điều 18 là phòng chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Một. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội bao gồm. Một là đăng tải phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 điều 16. Đấy những cái tôi vừa nói đấy. Chả có cái nào ghép vào cái hành vi mà nó mặc cái áo khoác này rồi là nó đi rồi là nó nói câu bảo tôi nói đồng bào nghe rõ không. Không có. Rồi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc. À, đánh bạc qua mạng internet trộm cắp cước viễn thông quốc tế vi phạm sở hữu trí tuệ không gian mạng. Cái này chắc là không đúng đúng không? Để giả mạo trang thông tin điện tử cơ quan tổ chức cá nhân chắc này cũng không phải để lưu hành trộm cắp. trái phép thông tin tín dụng tài khoản khách hàng cái này chắc không phải để tuyên truyền quảng cáo mua bán hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định pháp luật hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cái này thì có lẽ có là bởi vì đảng và nhà nước đây gọi ông hoàng trí bảo lên mà xem đó là hành vi mà tổ chức hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là cái hoàng trí bảo ấy mà gọi là giáo sư mà chuyên môn là ngồi vẽ rô vẽ hài cho Hồ Chí Minh rồi là ngồi cứ ca ngợi từ chân cho đến đầu Hồ Chí Minh là thánh là thần với ông ấy. Hồ Chí Minh biết đến 29 ngoại ngữ bác của chúng ta là như thế đấy bác là như vậy đấy bác của chúng ta tuyệt vời như thế ông anh và ông Hồ ông Hoàng Chí Bảo còn tuyên truyền bậy về Hồ Chí Minh còn nói rằng là Hồ Chí Minh đang lừa đảo ở Paris rằng là coi như ở ông Hồ Chí Minh ngày mà ở Paris là ông đói rồi là ông nhìn thấy có cơ hội nào làm giàu được là bác chúng ta làm giàu ngay. Rồi có một cái lần nọ là một cái nhà tư bản mà nó không biết gì về thơ đường luật này khác rồi là nó muốn làm cái đồ giả cổ đến các bình gốm. Thế là là, là có người mách chứ bảo thì cái thằng Nguyễn này là, 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 là nó làm tốt đấy. Là, 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 là nó nó viết được. Thế là coi như ông gọi đến làm hợp đồng hợp điếc tử tế. Rồi là một khoản tiền rất là lớn bác nhất lớn ngay nhận lời ngay nhau thay vào viết những cái câu thơ đường luật trên cái cái đồ gốm sứ thì ông toàn là viết là đả đảo nọ rồi, rồi, rồi đả đảo kia những câu cực kỳ phản động thế là thằng kia là không biết gì về đường luật về biết gì cả thế là là là, là, là cứ thế là ông viết cho xong rồi bác ta viết cho rồi xong rồi, nó bỏ vào lò nó nung đưa ra nó bán và bác ta nhận tiền nhận xong là bác chuyển cho ở ngay chuyển cho ở ngay thì khi mà cái thằng kia thằng nhà tư bản kia đưa ra bán thì coi như là bị cảnh sát nó sờ quay trở lại tìm thì bác ta phắn mất rồi, bác ta quay ôm tiền chạy rồi. Đấy thưa quý vị, đấy là bác ta tài hay là bác ta lừa đảo thưa quý vị. Cái hành vi của hành anh chị Hoàng Chí Bảo tôi mách luôn cho cả bộ công an luôn, cho cả nhà nước luôn, bắt khẩn cấp. Bắt khẩn cấp Hoàng Chí Bảo bởi vì đấy là hành vi hướng dẫn người khác điểm D của điều 18. Bộ luật an ninh mạng này. Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Đấy là 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 một đấy nhá. Đấy là chưa nói đến cái chuyện thứ hai nữa là Hoàng Chí Bảo này đã là tiết lộ bí mật quốc gia. Tiết lộ bí mật quốc gia chứ không phải là đùa đâu. Bí mật quốc gia là những cái mà thuộc về nhân thân, về về này khác của của lãnh tụ của lãnh đạo là 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 phải là phải bí mật thì Hoàng Chí Bảo là cái 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 người mà 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 đã là 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 tiết lộ cái bí mật đấy thưa quý vị làm sao lại bây giờ chạy ra là 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 đưa ra những cái trò này khác bảo là bác ấy lừa đảo ở tận Paris như thế thì rõ ràng là cái điều đó là 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 tiết lộ bí mật quốc gia rồi vậy mà đảng không bắt lạ chứ Cho nên thưa quý vị. Rồi. Điều 16. Là phòng ngừa xử lý thông tin, tôi đọc cho nó hết những cái mà thử cái tay luật sư này nó trích dẫn xem thử có điều nào thì cái tay này bị. Phòng ngừa xử lý thông tin không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống nước nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, làm nhục vũ không vi phạm trật tự quản lý kinh tế. Có lẽ may ra thì ông nhà nước công an bắt cái tay này với cái cái, cái cái điều này thì được là vì sao thưa quý vị nếu như công an chứng minh được rằng đấy là hình ảnh hồ chí minh đấy là hồ chí minh chẳng hạn đóng giả hồ chí minh chẳng hạn và công an chứng minh được rằng là cái bộ quần áo như thế thì chỉ có hồ chí minh được mặc này đôi dép rọ đấy là đôi dép dâu đấy là chỉ hồ chí minh mới được đi này hình ảnh rồi là để mấy cái dâu như thế là chỉ có hồ chí minh công an chứng được chứng minh được rằng như thế là chỉ có đặc trưng hồ chí minh cái câu nói rằng là tôi nói đồng bào nghe rõ không rồi là đồng bào có nghe rõ không để cái câu vào tay 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 uh, thanh niên nó đóng nó, nó 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 nói đấy cái 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 hình ảnh này nếu như giả sử mà 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 cái tay uh, mà mà mà, mà, mà mà công an chứng minh được cái hình ảnh này chỉ có là Hồ Chí Minh và câu nói này chỉ có là Hồ Chí Minh rồi là cái mặt dài như dài dài như cái bơm này rồi cái bộ râu này chỉ có thể là Hồ Chí Minh thì công an có thể là kết tội theo cái điều luật này được thưa quý vị là vì sao là phòng ngừa xử lý này thông tin trên mạng này có nội dung tuyên truyền chống nhà nước chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thế nhưng tôi phân tích trên cái tội này không có rồi nhưng mà kích động gây bạo loạn phá rối an ninh gây rối trật tự công cộng làm nhục vũ khống xâm phạm trật tự quản lý thì cái này có thể có nếu như chứng minh được hình ảnh đó là hồ chí minh và theo đúng lịch sử đảng đó, thì hồ chí minh cái khi học quốc học huế đã đã tham gia biểu tình gây rối rồi là bị đuổi khỏi trường quốc học huế thì khi đưa hình ảnh hồ chí minh này lên là đã gián tiếp hoặc trực tiếp là đã kích động đã 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 đã, đã đúng chứ khi cái, cái 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 điều luật này quy định. Đây là kích động gây bạo loạn này, tức là kích động đi biểu tình. Hồ Chí Minh ngày xưa là tham gia biểu tình gọi là chống sưu thủy đấy là theo tài liệu của Đảng. Nó Đảng nói vẽ cho Hồ Chí Minh vậy chứ thực tế ra thì người ta đã nghiên cứu rằng là đến Năm 1908 là Hồ Chí Minh 18 tuổi khi đó mới vào học lớp 5. Và khi mà vào Hồ Chí Minh vào trường thì cái cuộc biểu tình đó đã xảy ra cách là 5 tháng trước. Chứ không phải là Hồ Chí Minh tham gia được cái vụ đó. Nhưng Hồ Chí Minh vào học đó xong bị đuổi. Thì đảng bảo rằng là để vẽ cho một cái cớ thì đảng bảo rằng là Hồ Chí Minh đã là tham gia để chống sưu thuế rồi đi biểu tình rồi kích động ở đó cho nên là bị đuổi thì ta cứ cho rằng đảng nói đúng đi vậy thì có thể là đảng sẽ kết tội này đây là hình ảnh hồ chí minh này mày đưa hình ảnh hồ chí minh lên đó. có nghĩa là, là gì mày đã kích động gây bạo loạn phá rối an ninh gây rối trật tự công cộng này nó rõ ràng là vậy thôi ngày xưa hồ chí minh thời pháp đấy thời còn triều đình nhà nguyễn triều đình phóng kiến đấy chứ còn bây giờ thì còn lâu nhá còn lâu mà đi uh, biểu tình chống sưu thuế được nhá cái trăm bốt nó cắm ở ngay trước uh, giữa đường uh, đường thì đằng kia cách đây mấy chục cây số nó cắm ngay ở đây nó thu tiền chặn hòng khu tất cả mọi người mà có thể đến phản đối nó có bắt bỏ tù như hà văn nam kìa chưa nói cái chuyện là coi như là cái trả can hệ gì cả học sinh thì cứ là gây lập tức nó gọi bố mẹ lên nó cảnh cáo Cho nên đừng nói chuyện là ngày xưa là thực dân thế nọ thế kia Nhưng mà nếu như công an chứng minh được điều đó Thì có thể nói rằng Là đưa hình ảnh Hồ Chí Minh lên là kích động Bạo gây bạo loạn Phá rối an ninh gây rối trật tự Thì có thể được Nhưng mà với điều kiện Là công an phải chứng minh được rằng à, Cái cách đi như vậy là cách đi của ông Hồ Không ai được lẫn vào mà không ai được đi theo Cái câu đó là câu của ông Hồ Không ai được nói theo cái bộ quần áo mà mặc như thế chỉ có ông hồ được mặc không ai được mặc theo cái đôi dép pro bằng cao su đó chỉ có ông hồ được đi không ai được mặc thì lúc đó mới chứng minh được nó có tội mà tội là tội học theo hồ, học tập và làm theo hồ chí minh và đưa hình ảnh hồ chí minh lên mạng là kích động gây rối bạo loạn thì may ra là có thể được còn không nữa thì xin lỗi đi tiếp theo là cái gì thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống này sao dù người việt nam bao gồm là tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính, chính quyền nhân dân phỉ báng chính quyền nhân dân thì không biết như thế nào thì gọi là phỉ báng chẳng hạn Hồ Chí Minh gọi nói rằng là Đảng ta vĩ đại thật Đảng ta vĩ đại như biển rộng như núi cao 30 năm chiến đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình Đảng ta là đạo đức là văn minh là độc lập uh, thống nhất là hòa bình ấm no công đảng thật là to 30 năm chiến đấu đảng là cả một phó lịch sử bằng vàng đấy là lời hồ chí minh như thơ hồ chí minh nhà nói cho tôi đọc nguyên nhỉ. vậy thì bây giờ bảo đảng ta là đạo đức là văn minh bây giờ là đưa cái câu đảng ta đạo đức là văn minh đó vào gắn ngay trước cửa đồng tâm ấy cái chỗ mà vạc mìn vạc bom và đảng chỉ đạo tổng bí thư là coi như là phong liệt sĩ cho mấy cái công an té giếng đấy gắn vào đây một cái câu là đảng ta là đạo đức là văn minh vậy thì có phải là phỉ bán chính quyền nhân dân không Vậy thì chính Hồ Chí Minh phỉ bằng chính quyền nhân dân chứ còn là ai Đúng ạ Rồi á Đưa cái câu ở là đảng ta là Đức Văn Minh là độc lập thống nhất là hòa bình ấm no Thì vác cái câu đó đang hoàng Sa cắm bảo là Là độc lập thống nhất là hòa bình ấm no đây Thì như thế có phải là phỉ bằng chính quyền nhân dân không Thì ai phỉ bằng chính quyền nhân dân Cái phỉ bảng chính quyền nhân dân xưa Quý vị là một cái câu hết sức trừu tượng Khen cũng có thể là phỉ bảng Ở Việt Nam hay gọi là khen đều đấy Cũng là phỉ bảng chính quyền nhân dân Và chính quyền nhân dân làm gì có để mà phải phỉ bảng thưa quý vị Ở Việt Nam làm gì có chính quyền nhân dân Chính quyền của đảng như làm gì nhân dân có cái chính quyền nào đâu Đảng cử cho dân bầu 99% 100% chúng ta nhìn cái cuộc bầu cử ở Mỹ cho đến bây giờ thì ta biết rồi có giỏi lắm thì ông Donald Trump cũng chỉ 48, mấy phần trăm, mà cái ông Biden có giỏi lắm nữa thì được 50,5 hết. Chứ làm gì có cái ông nào khi nào 100% trăm phần trăm, trăm như Nguyễn Phú Trọng mà gọi là chính quyền nhân dân thì những người nhân dân đâu. Đấy, xin quý vị ta đọc tiếp một cái vài điều nữa xem thử họ nói cái gì cho nó đủ. chiến tranh tâm lý kích động chiến tranh xâm lược chia rẽ gây thù hận giữa các dân tộc tôn giáo và nhân dân nó càng nữa cả giữa các nước câu này cái này là nghề của đảng thưa quý vị nghề của bán tuyên huấn này nếu như theo đúng kỷ luật này thưa quý vị ban tuyên giáo trung ương không có chỗ để mà nhốt cái đám tuyên giáo vào tù không có chỗ không có chỗ để mà 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 mà, mà đưa tuyên giáo để vào tù là bởi vì cứ nhìn trên báo chí nhà nước do tuyên giáo quản lý thì ta biết được ai kích động chia rẽ. Kích động chiến tranh xâm lược, ai kích động, ai gọi đế quốc Mỹ là xâm lược. À, bọn Trung Quốc là bọn vàng. Thì cái hành động gọi Trung Quốc là bạn vàng. Khi mà Trung Quốc đang còn chiếm cả Hoàng Sa của Việt Nam, chiếm cả Trường Sa của Việt Nam. Thì đấy hành động đó mới là kích động xâm lược thưa quý vị. Đó mới là kích động chiến tranh xâm lược. Nó vác súng vác đạn nên nó bắn chết cả là binh sĩ chiếm đất gọi là bạn vàng gọi là tình hữu nghị là 14 tốt 16 chữ vàng thì đó mới gọi là kích động chiến tranh xâm lược là bởi vì sao thưa quý vị nếu anh khẳng chống lại cái ác chống lại sự xâm lược như thế rõ ràng không để cho nó làm cản thì nó không dám xâm lược nữa chẳng hạn như vậy còn anh cứ tiếp tục hồ hởi rồi là quỳ mọp xuống rồi là bạn vàng rồi là 14 tố thi đó mới gọi là kích động chiến tranh xâm lược. Rồi. À, xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, uh, danh nhân, anh hùng dân tộc. Cũng như tôi nói từ đầu thưa quý vị. Thế nào là xúc phạm dân tộc? Dân tộc là ai? Dân tộc chắc chắn nó phải Đảng. Cái trò của của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái trò hết đánh tráo khái niệm thảo cấy cái, cái chuyện bảo rằng là dân tộc là đảng đảng lấy đâu ra mà dân tộc đảng là đảng ở đất nước là đất nước dân tộc là dân tộc khi cần thiết đảng đốt cái dân tộc này ngay để theo các tiêu cộng sản đó là sách được của chính quyền cộng sản đó là là là, là, là cương là, là, là là cái cái đường lối của chủ nghĩa mác lên lên một cái cái nguyên tắc của chủ nghĩa mác lên lên là gì tôi 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 nhớ mãi câu đấy cho khi mặc dù tôi học khi mà lớp chín như bây giờ là gì cách đây 40 mấy năm tôi học tôi đã nhớ là gì khi mà mâu thuẫn có, có mâu thuẫn giữa lợi ích của dân tộc với lợi ích của phong trào cộng sản quốc tế thì người cộng sản phải hy sinh lợi ích của dân tộc cho lợi ích của phong trào cộng sản quốc tế và người cộng sản việt nam thực hiện điều đó cho đến bây giờ chính vì thế mà lợi ích của dân tộc là gì là ấm no hạnh phúc là đoàn kết là thống nhất một khối thì người cộng sản Việt Nam sẵn sàng vạc bom đạn đánh miền Nam cho lấy ích của phong trào cộng sản quốc tế Việt Nam không có được cái lãi lợi gì, gì ở trong cái chuyện đánh nhau cả rõ ràng hôm qua người ta mới nói đấy Trung Quốc đài Trung Quốc đài phát thanh quốc tế Trung Quốc mới đưa tin đó. nên nhớ rằng vì mâu thuẫn đấy đấy là đài phát thanh Trung Quốc tế Trung Quốc khi mà cái tổng thống Mike Pompeo và đến thăm Việt Nam thì Trung, đài Trung Quốc đã đưa bài viết ngay trên cái trang mạng của nó đấy tức là gì nên nhớ rằng vì mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Mỹ mà mà một triệu hơn mà một triệu rưỡi người Việt Nam đã phải chết và 58.000 quân Mỹ đã phải chết ở Việt Nam đó là lời của bạn vàng của đảng nói công khai cách rõ ràng chứ không phải xa xôi gì vị vì lợi ích của Trung Quốc vì cái, 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 mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc và Việt Nam cắn cớ gì và cả một triệu rưỡi người ra để mà chết để mà đất nước tan nát cho bây giờ khi nào kể là chiến tranh Thế ở đâu là dân tộc? Rồi, nói về vĩ nhân. Thứ ai là vĩ nhân thưa quý vị? Vĩ nhân là ai? Lãnh tụ là ai? Chứ không thể một cái câu là vĩ nhân là vĩ nhân là, là 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 theo một cái 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 là cứ thế là mặc nhân thằng này là vĩ nhân thằng kia không? vĩ nhân đinh la thăng ngày hôm qua là vĩ nhân đấy thưa quý vị đinh la thăng hôm qua là vĩ nhân là tuổi trẻ tài cao làm đến ủy viên bộ chính trị, làm hết bộ nọ sang bộ kia hết dầu khí thì sang bộ giao thông vĩ nhân quá con gì nữa. Nguyễn Đức Trung tuổi trẻ ta cao như thế là vĩ nhân con gì nữa. Nếu như gắn vĩ nhân thì có thể gắn cho ai cũng được? Phải không? Bởi vì không có một cái luật nào quy định thằng nào là vĩ nhân, thằng nào là à, vĩ nhân và thằng nào là là, là 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 đại nhân cả. Phải có luật không có luật mà cứ nói một cách bâng quơ như vậy xin lỗi quý vị là muốn bắt ai thì bắt muốn nhốt ai thì nhốt ngay cả đối với hồ chí minh cho đến bây giờ đây trong cuộc mà nói là vinh danh quốc tế vinh danh hồ chí minh là đấy trên khắp các nẻo đường việt nam chỗ nào hồ chí minh là anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới thậm chí có nơi còn ghi là doanh nhân văn hóa thế giới nhưng phải là danh nhân nhưng mà có phải là danh nhân vào thế giới không? Thì đó là một sự lừa bịp. Bởi vì danh nhân văn, văn hóa thế giới phải UNESCO công nhận. Phải ra nghị quyết, phải có văn bằng công nhận. Bây giờ các vị cứ điên xem những cái chỗ nào mà thắng cảnh danh lam thắng cảnh thế giới về là những cái thứ đó nhìn thấy những cái tấm bằng UNESCO, quyết định UNESCO nó in hàng loạt. Nếu Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới xin lỗi nha cái bằng mà công nhận của UNESCO của, của, của tổ chức văn hóa của, Liên Hợp Quốc nó in có lẽ tràn ngập Việt Nam còn nhiều hơn là tiền giấy, nhiều hơn là khẩu hiệu. Nhưng bây giờ tìm nó ra. Vậy khi mà họ đưa ra một thời gian rất là dài rằng là UNESCO là công nhận là danh nhân văn hóa thế giới là nọ kia cho Hồ Chí Minh thì bị cả một cái cộng đồng người ta phản đối một cách dữ dội bằng những cứ liệu một cách rõ ràng. Thì các quý vị biết gì không? Vừa rồi Phạm Bình Minh mà tổ chức cái ngày mà gọi là À, Liên Hợp Quốc uh, vinh danh Hồ Chí Minh Vì Liên Hợp Quốc không vinh danh Hồ Chí Minh Liên Hợp Quốc chỉ có Đại sứ Việt Nam đề nghị là kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chí Minh năm 1990 Thì đề nghị rằng là đưa uh, Hồ Chí Minh vào cái cái cái, cái 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 danh sách để phong thành danh nhân văn hóa thế giới nhưng bị một cái sự phản bội dữ dội thì lúc bây giờ liên hợp quốc bỏ qua cái đó luôn và cái trong kỳ họp trước là người ta chỉ ghi vào trong đó cái chương trình là gì có cái đề nghị của thằng việt nam đây là đề nghị là là, là đưa hồ chí minh vào danh nhân văn hóa thế giới đây có đề nghị như vậy nhưng mà đến năm sau khi nó mới vinh danh là năm 90 mới vinh danh bởi vì cái cái, cái 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 danh sách đó là năm 87, 88 gì đó thì coi như là Việt Nam đề nghị thì người ta ghi vào trong cái chương trình nghị sự giống như kiểu là hôm nay họp à, tổ dân phố à thì ông a đề nghị là coi như ngày kia là phải quét rác ngày kia phải thưởng cho ông kia mấy đồng vì cái à, này khác ghi vào đó nhưng đến khi đưa về phường nó có quyết định có đồng ý không thì mình phải có cái biên bản phải có cái văn bản quyết định khi đó mới gọi là danh nhân không danh nhân nhưng mà cái điều đó không hề có bởi vì sự phản đối bởi vì người ta vạch mặt nhưng việt nam vừa xưng loạn lên là danh nhân văn hóa thế giới nhưng mà cho đến bây giờ thưa quý vị đến cái lúc mà tổ chức vừa rồi thì chính Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ, Bộ Ngoại giao phát biểu tại cái buổi lễ đó là gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu kính yêu của chúng nhân dân Việt Nam là anh hùng dân tộc, là nhà văn hóa kiệt xuất. Thưa quý vị, anh hùng dân tộc thì cũng do Việt Nam phong lên, mà nhà văn hóa kiệt xuất thì cũng do Việt Nam phong lên. Chứ làm gì có cái chuyện là 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 tổ chức khoa học văn hóa giáo dục UNESCO ra cái nghị quyết nào để mà mà này khác in nghị quyết đó ra xem cái nghị quyết 24C cái đó là cái mà của liên hợp quốc khi người ta họp người ta ghi vào là Việt Nam đề nghị thế này đề nghị thế này chứ không phải là 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 danh nhân văn hóa thế giới thì kể cả đó sự lừa bịp nhưng mà kể cả có cái đó đi nữa thì Việt Nam vẫn phải có một cái quyết định phải có một cái thông báo rất rõ ràng bằng luật Ông Hồ Chí Minh là danh nhân, là anh hùng, là lãnh tụ, là vĩ nhân. Biết đâu được hôm nay như thế, là mai ra đảng đổi giọng đi, nó bảo rằng ông ấy chính là phần đông, phần bội, là cái khi cái, 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 bán nước chẳng hạn, hoặc là ông là không được vinh danh chẳng hạn thì phải làm nào được? Bởi vì trong thời đại cộng sản, hôm nay anh hùng ngày mai là tội phạm là chuyện rất bình thường, thưa quý vị. Chuyện rất bình thường chẳng có cái gì chắc chắn cả. Nguyễn Đức Trung hôm nay đang là anh hùng lực lượng vũ trang đang là chủ tịch thành phố đang người người như thế là anh hùng trẻ nhất, thiếu tướng trẻ nhất rồi là công lao rồi này khác rồi là phẩm chất đạo đức tốt, đảng viên bốn tốt, rồi là đảng viên gương mẫu dẫn đầu là chủ tịch thành phố rồi nọ kia, ngày mai tội phạm bắt bảo tù Tướng Phan Văn Vĩnh vậy anh hùng đấy. Anh hùng rồi là bắt tội bắt cướp thì tốt nhất rồi giỏi nhất rồi thế lọ thế trai nói chung đủ mọi lời ca ngợi đấy rồi là à, còn thậm chí còn viết những cái mũ hèn kế bẩn đến mức độ là bỏ răng là để mà, mà 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 bắt tội phạm nó phải nhận tội thì có như đêm vác ra đường dây tàu rồi là có đặt vào đó cho tàu hỏa nó chạy thì lúc đó là hoảng quá là phải khai đã khai như thế những cái trò khủng khiếp như vậy mà đấy là là phan văn Vĩnh kể ra đấy hôm nay thì nó ca ngợi như thế ngày mai bắt bỏ tù tội phạm cho nên ấy, không quy định ra một cái gì thì trong luật lệ không có một cái gì cả có thể là kết tội và thưa quý vị cái việc mà hôm nay chúng ta nói ở đây là mục đích là gì thưa quý vị là để nói rằng với một đoạn video mà công an cả quận hoàn kiếm phải sôi sục để triệu tập để điều tra để bắt tớ để mở rộng vụ án rồi là cái chuyện hết sức vớ vẩn thưa quý vị nói một cái nói lên mà rằng là một cái chế độ mà cứ bịt miệng người dân bịt miệng trong tư tưởng trong hành động bằng những cái loại luật lệ rồi là có một cái đám bưng bô gọi là luật sư mà không biết xấu hổ với cái từ luật sư thưa quý vị mời quý vị xem cái hình ảnh như thế này đây là Los Angeles ở Hoa Kỳ thưa quý vị mà sau khi ông Trump đã làm khi mà, mà mà người ta ông ứng cử tổng thống Mỹ đó thưa ông à, ông ông đã thành tổng thống Mỹ rồi và cái đám người chống đối ông 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 Donald Trump thưa quý vị và khi mà như vậy người ta vẫn ra người ta vẫn hô hào vẫn đốt hình nộm vẫn này khác không có cái 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 ngại ngùng gì cả ngay trên phố thưa quý vị một tổng thống họ như thế, người dân có thể thể hiện sự bất bình. Người dân có thể là 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 thể hiện thái độ của mình và không thích thì người ta dựng hình nộm lên người ta một Cái chế độ này được người cộng sản Việt Nam gọi là chế độ dân chủ giả hiệu. đốt cả hình nộm tổng thống là dân chủ giả hiệu, còn cái chuyện mà mặc cái áo cái quần đi như vậy thì lập tức quan điều tra thì gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa gọi là cái chỗ mà gọi là quyền con người bao giờ được tôn trọng thưa quý vị đó là một sự phỉ nhổ vào ngôn ngữ phỉ nhổ vào cái sự văn minh của dân loại phỉ nhổ vào cái gọi là nhà nước pháp quyền và là một cái đặc trưng của một cái gọi là xã hội chủ nghĩa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và nếu có những cái vấn đề gì cần tranh luận xin quý vị cứ ghi comment vào phía dưới để chúng ta cùng thảo luận xin cảm ơn.